Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay Yến xin đến với các quý đạo hữu với một cái câu hỏi rất là trăn trở của những người Phật tử khi mắc vào cái hoàn cảnh là khi mình mắc lỗi thì những người xung quanh mình luôn mắng mình là mày là người đi chùa mà còn như vậy. Thì Yến đến với câu hỏi như sau. Con thưa cô, khi con mắc lỗi thì nhiều người lôi việc đi chùa của con để chửi ạ. Ví dụ, mày ăn chay để làm gì? Mày đi chùa để làm gì? Trong khi đó, họ chưa bao giờ đi chùa, thậm chí còn phỉ báng người tu. Cô cho con biết, con nên giải thích cho họ hay im lặng bỏ qua ạ? Con sợ nếu giải thích nhiều người lại nói rằng con đang muốn làm thầy thiên hạ. Kính thưa các quý đạo hữu, có những lời giải thích không phù hợp với hoàn cảnh và có những lời giải thích phù hợp với hoàn cảnh. Ví dụ, nếu chúng ta mà trong lúc này chúng ta giải thích cho người này về một vấn đề thì người ta không nghe, người ta không tiếp nhận. Nhưng nếu chúng ta có cách giải thích khác thì họ sẽ nghe, họ sẽ tiếp nhận. Có những cái giải thích cần phải giải thích. Lúc này họ chưa tiếp nhận, nhưng lúc khác họ phải tiếp nhận. Chứ không thể không tiếp nhận, chỉ có cách chúng ta giải thích thế nào thôi. Còn cái gì chúng ta nên im lặng thì chúng ta cũng phải biết, chứ không phải vấn đề gì chúng ta cũng im lặng nhé. Cái trường hợp mà khi mình có lỗi mà người ta thường lôi việc đi chùa của mình ra người ta nói thì mình tùy vào hoàn cảnh để mình trả lời. Ví dụ, cái hoàn cảnh là bạn bè mình, người xa lạ thì mình nên trả lời thế nào? Mình nên trả lời thế này: thì vì chính em có nhiều lỗi cho nên em mới đi chùa. Đi chùa để học cách nhận biết lỗi, để sửa lỗi. Chứ nếu như mà cháu mà không đi chùa hay em không đi chùa ấy, thì cái tần suất phạm lỗi của em còn gấp nhiều lần, sẽ làm cho chị hay anh còn phiền lão nhiều. Nhưng hôm nay ít ra cái việc em đi chùa, anh chị mắng em thế, em đã không nổi cơn điên lên. Nếu như em chưa đi chùa là hôm nay sẽ nổi cơn điên lên đấy. Đấy, thế thì sẽ nhắc nhở họ ngay. Có hai cái ngầm ý rằng là chị, anh cũng có lỗi, nhưng anh chưa tìm cách để sửa lỗi. Còn tôi là người có lỗi, tôi cũng đã đi tìm cách sửa lỗi. Và hiện tại bây giờ tôi là người đang nhận lỗi và hoan hỷ sửa lỗi. Đó, cái cách trả lời thật là thẳng thắn. Nhưng chúng ta có thể kèm theo những cái ứng xử cho phù hợp, ví dụ cười nói hay cái gì đó. Chứ trường hợp này chúng ta im lặng thì chúng ta sẽ bị mắc vào những cái không có lợi. Đó là lần sau họ cứ thế họ nói, họ cứ thế họ chửi, tức là mình tạo cơ hội cho họ gây nghiệp. Trên vì lòng từ mình sẽ nói để cho họ dừng nghiệp, họ không nói cái việc đó nữa. Trên chúng ta không nên im lặng trong trường hợp này. Thế còn cái trường hợp là người thân của mình, nếu mà nói là mình cứ đi chùa hay chửi cái đấy, thì mình phải là người chân thật thực hành pháp và mình trả lời thẳng thắn rằng con có đi chùa hay là em có đi chùa, mọi người sẽ được lợi ích. Vì em có đi chùa thì em sẽ tạo ra ít lỗi lầm, giảm dần các lỗi lầm và biết tha thứ yêu thương hơn. Đấy, đang học, cho nên có thể cái học đấy bây giờ mình chưa thực hành được nhiều, nhưng dù sao cũng là đi học thì sớm muộn gì người nhà cũng đợi được lợi ích chứ. Ví dụ như là em là em đây này, em có đi chùa đi thì dần dần về anh chị có tai quái đi chăng nữa thì em cũng ít cãi lại hơn. Thế em mà không đi chùa, em đi ra chợ em học xem, em học cách chửi nhau về xem, anh chị mà có cái gì sai là em chửi tay đôi luôn đấy. Thế thì anh chị thấy em đi chùa được hay đi ra chợ học? Thế mà bảo thôi mày đừng đi chùa nữa, ra chợ học. Em mới thật với anh ấy chị, em chỉ học loáng 3 ngày cái là về là em chửi hết từ trên dưới. Đấy, mình có nhiều cách để khôi hài cho họ, để họ dừng lại cái việc đó.
bố mẹ mình nói thì bảo rằng là con ấy, con đi chùa đầu tiên là con học chữ hiếu, mà học cũng khó lắm đấy, bởi vì là mỗi ngày phải tưới tẩm một chút con mới có hiếu được hơn, chứ nếu không mà cái bản tính cũ của con ấy thì nó bất hiếu, có khi nó còn gọi là tăng thêm cái thuốc độc vào, vì ra ngoài toàn thấy người đòi hỏi bố mẹ thôi, chứ có phải không đâu, suốt ngày đòi hỏi thế này đòi hỏi cái kia. Ít ra con đi chùa bây giờ con biết tự lập hơn rồi đấy, con ít đòi hỏi hơn, thế bố mẹ hạnh phúc hơn rồi. Thế thì đáng nhẽ bố mẹ phải động viên khuyến khích cho con đi chùa chứ. Đi chùa để học đạo đức. Đạo đức là làm gì? Đạo đức là để phục vụ chính cho gia đình nhà mình. Thế cho nên là phải khuyến khích cho con đi chùa chứ. À, thế thì ta có nhiều cách để nói. Và không nên im lặng khi người ta nói đến cái mắng, đến cái chuyện đi chùa của mình. Không nên im lặng. Trên cái lúc đầu mà Yến đi chùa ấy, Yến bị rất là nhiều người nói chứ. Ví dụ như là về thì có cô bác họ hàng thì nói thế này, cái thời đại này khó như thế này mà mày cứ đi chùa như thế, mày không ở nhà mày dạy dỗ con mày thì nó hư đi thì sao. Bảo bà cứ yên tâm, việc dạy dỗ con là con chu toàn đấy, nhìn thấy các cháu có hư đâu, mới lại nhân quả mà, con là người tốt làm sao mà con cái có thể là hư hỏng được, trên các cụ kia yên tâm. Thế đến một thời gian dài đến bây giờ các cụ rất quý. Thì hôm Yến về nhà chồng thì cái chị họ ở bên chồng lại còn khen nữa cơ, chứ không phải là chuyện bình thường đấy. Thôi một mình thím đi tu đi, đi tu đi để cho mọi người được nhờ. Đấy, đâu có phải là chuyện đùa đâu. Mình sống phải có thời gian, cho nên là mình cứ nói thẳng nói thật. Thời gian sẽ để cho họ thấy được sự thật về mình. Nhớ chứ không phải là cái gì ngay một lúc cũng được như ý của mình đâu. Vì nhân nó chưa đủ thì quả nó chưa trổ ra được. Trên nhân thiện nó phải đủ thì quả nó sẽ trổ ra. Kiên trì nhẫn lại nhẫn nhục để thực hành lời nói thật, đó là một cách tu hành tốt nhá. Thì chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn trong việc thực hành giới, nói lời chân thật để mang lại lợi ích cho mình, mang lại lợi ích cho người xung quanh, khiến cho họ dừng được cái nghiệp chùi rủa nhá. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.